Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là còn có khách đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. À đây là xe Yến cô chú anh chị. Đây là chủ xe Yến nha cô chú. Cô chú thì hiện tại bây giờ là chú của Beken cũng ra nhận hàng nha cô chú. Rất là nhiều Yến luôn cô chú anh chị. Chủ xưởng Yến đang nắm Yến loại cao cấp nha cô chú. Đó, rất là nhiều Yến luôn. Rồi những cái thùng Yến nữa cô chú anh chị. Thì một cái thùng lớn đó là bên trong là có 10 hộp Yến nha cô chú. Đó cô chú thì nói chung là em thì lúc nào cũng ở nhà chị Loan để quay cập nhật công việc buôn bán hàng của chị Loan để gửi đến cho cô chú anh chị được xem nha. Chú của Beken cũng đang nắm những cái thùng Yến vào trong nhà nè cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đang đi công việc, cũng trên đường về nhà nha cô chú. Thì buổi chiều ngày hôm nay chú của Beken cũng ra nhận hàng Yến rất là nhiều luôn. Đó, cô chú thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đang bán những cái mặt hàng Yến, như là cái loại Yến như hồi bữa là em cũng có mua một cái loại cô chú anh chị, thì loại 100% mua 4 hộp được tặng một hộp nha cô chú, thì giá là mỗi hộp là 755.000 đồng nha cô chú anh chị. Thì đến tháng 11 này chị Loan cũng sẽ hết chương trình khuyến mãi 4 tặng 1 nha cô chú. Cô chú nhận rất là nhiều Yến luôn. Chủ xưởng Yến chợ lên và nói rằng là muốn 20 phòng Yến luôn á cô chú, với lại những cái hộp Yến cao cấp nữa cô chú anh chị. Chú thì sau khi giao Yến xong rồi thì chú của Beken cũng sẽ ký nhận những cái đơn hàng Yến nha cô chú. Buổi sáng ngày hôm nay thì nói chung là khách đến nhà chị Loan mua hàng cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Đó thì nói chung là buổi trưa ngày hôm nay cô chú thì mấy anh em YouTube của tụi em cũng thưa ở trước nhà chị Loan quay cô chú anh chị, thì cũng có là mua một ít đồ đó cô chú. Thì nói chung là cái lòng hảo tâm của các anh em YouTube muốn mua một cái phần quà nhỏ
đưa vào bên trong thắp hương cho chú và sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Đó thì sau khi và mấy anh em của tụi em cũng vào bên trong thắp hương rồi cô chú, thì cũng rất là mừng vì cũng được là anh Hải cũng chào đón rất là vui vẻ nha cô chú anh chị. Với lại cũng được là sự đồng ý của các cô chú anh chị khán giả cũng comment trên kênh tất cả của anh em rằng là rất là quý cái tình cảm của các anh em ở trước nhà dành cho chị Loan và chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú. Đó thì nói chung là em mấy anh em của tụi em cũng rất là vui. Đó thì tụi em cũng mong rằng là các cô chú anh chị yêu thương chú nghệ sĩ Vũ Linh và chị Loan thì cũng cho tụi em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cô chú. Cô chú thì hiện tại bây giờ là cũng có anh tài gáp cũng đến nhận hàng nha cô chú anh chị. Đó, cô chú thì hiện tại bây giờ là cũng gần 4 giờ chiều rồi cô chú. Nói chung là nhà chị Loan thì buổi tối là khách đến mua hàng đông hơn ban ngày nha cô chú. Thì sẵn qua video này em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước trong thời gian qua yêu thương chị Loan và đã xem video của các anh em quay trước nhà chị Loan và đăng ký kênh ủng hộ nha cô chú anh chị. Thì nói chung là mấy anh em của tụi em cũng cảm ơn đến các cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ. Hôm nay là ngày 24 nha cô chú anh chị, thì cũng gần đến ngày 26 rồi. Đến ngày đó thì em cũng mong rằng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị Loan nha cô chú anh chị. Đó. Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là anh Thành Mỹ cũng đem hàng ra giao cho khách nha cô chú. Anh Thành Mỹ thì ngày hôm kia đó cô chú anh chị thì anh cũng up trên trang Facebook cá nhân của mình rằng là anh cũng lên tiếng về ông sạc pin rất là nhiều nha cô chú. Dạ từ giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.